tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda AB Thái đời cuối 2010, màu đỏ đen Sport, tuyệt đẹp luôn. Và được dán keo nguyên chiếc luôn các bạn. Xe này cực kỳ đẹp luôn. Và với chiếc xe này em nó có phối màu rất là đẹp, đó là màu đỏ đen. AB Thái là một trong những cái xe đi rất là bền, đi rất là bền và rất là được nhiều các cô chú các anh chị người lớn tuổi chuộng cái xe này. Hồi đó mà AB Thái là một trong những cái xe nổi đình nổi đám một thời, bởi vì đi nó rất là ngon, bởi vì nó rất là ổn định. Xe này lên chìa khóa thông minh luôn nha các bạn, chìa khóa thông minh luôn. Quá ok đây các bạn thấy quá mới đúng không? Quá mới dán keo, vừa mới mà vừa dán keo nguyên chiếc, đẹp, liền lạc, sạch sẽ từ trên xuống dưới. Xe này mua về là chỉ việc chạy thôi, không có lo sửa chữa bất cứ một cái gì, mà xe nó cũng ít có hư hỏng bật lắm các bạn. AB Thái đi cực kỳ bền luôn. Xe này mang biển số 59C4 16620, xe còn khá là đẹp liền lạc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Honda AB rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.